điều đáng nhớ nhất mà các thành viên iChannel đã làm trong năm vừa qua. Toàn những điều sẽ khiến cho mọi người cảm thấy. Mở đầu luôn, chùm cuối. Anh tôi, ai à. Thì năm qua gọi là cái gì là cái đáng nhớ nhất nhỉ? Đáng nhớ nhất thì chắc là chỉ có mỗi cưới vợ rồi các bạn. Thì coi như cái năm 2021 là mình vứt đi rồi, chả làm được cái gì cả. Chỉ có cưới vợ. Sau. Chị nhà không có ở đây. Không ở đây. Thì mình review. Thì cuộc sống sau hôn nhân là nó như thế nào anh nhỉ? Nó thôi nó chia sẻ như em cũng sắp đúng không? Ê, thì, là, thì mình có thể tóm tắt là nó giống như kiểu các bạn có thêm một người mẹ nữa. Thì ngày trước thì mình ở một mình thì mình làm gì cũng được đúng không? Còn bây giờ thì mình ở thêm với một người nữa, và người này em tưởng tượng nhá, vừa làm cùng công ty này, lại còn làm ơ cao quản lý job này, tức là bao nhiêu tiền của anh, bao nhiêu job quảng cáo của anh là biết hết. Và thậm chí là còn là người nhắc việc cho mình. Anh ơi, có job này sắp deadline rồi, sao anh chưa làm đi? Anh ơi, anh không nghĩ gì về tương lai của chúng mình phải không? Đó, nó sẽ làm cho các bạn trưởng thành hơn rất là nhiều. Và nó hãm mấy bạn. Cái điều đáng nhớ nhất trong năm vừa qua của mày là gì? Nhiều lắm ra trường sau 6 năm. Đúng là năm vừa qua thì đúng là một năm rất đáng nhớ với em. Ừ. Em 23 tuổi. ra trường rồi. Anh em TV được 1 triệu sub. Ai? Xong em mở kênh TikTok riêng của em nữa. Nhưng cái điều mà có lẽ là dày dứt em từ giờ đến mãi về sau. Ui. Em bị tai nạn như thế. Chính ra là các bạn chưa bao giờ nghe cái chuyện là thằng Triều nó bị đâm như nào đúng không? Đúng rồi. Kể luôn xem nào. Nó đến một ngày rất là bình thường. Một ngày rất là bình thường. Em vừa mới ăn tối xong. Ừ. Mẹ em mới bảo Triều, đi đón em đi. Ok luôn. Nếu các bạn chưa biết thì mình có một em trai đang học lớp 1. Thường thì buổi tối nó học thêm không? Lớp 1 học thêm vậy ạ? Sao lớp 1 lại phải đi học thêm? Khổ quá. Thì cũng như bình thường thôi. Em lái xe rất bình thường. Trên con đường băng. Đúng rồi. Đưa em đi chưa xa. Chứ có xe tay ga. Đấy, trời ăn tối rồi. Em nhớ hôm đấy là ngày 19 tháng 10. 19 tháng 10. Mà lúc đấy mẹ em bảo là mẹ em có linh cảm không lành. Mẹ mày nói thế luôn á? Lúc em bị đâm xong rồi mẹ em. À. Thì sau đấy thì em đi rất bình thường. Bình thường thôi, hôm đấy không uống rượu nữa, tại vì ăn tối xong. Còn định là đến đấy trên đường đi chụp một vài tấm ảnh để đăng lên Insta. Ok. Thì tự nhiên có một tiếng hét vọng lên. Ôi dồi ôi, em còn kịp nghe tiếng kiểu ôi đã nghe xong tự nhiên. Thì lúc mà mình xem lại cái đoạn clip đấy ấy, thì nó tầm khoảng là 2 giây thôi. Nhưng mà đối với mình ấy, cái lúc đấy nó như kiểu 2 phút ấy. Kiểu nó bị slow motion lại. Nhưng mà đại khái là kiểu lúc đấy em chỉ nghĩ được đúng 3 câu hỏi trong đầu của may quá mình chưa đi đón em. Okay, em mình thứ hai là chết rồi, thế thì bài ngày mai lên bài gì bây giờ, tại vì mình thế nào cũng vào viện thì ngày mai anh em TV sẽ lên bài gì. Và thứ ba là thằng khốn, không phải thằng khốn mà thằng chó, đúng rồi, thằng chó. Đến cái mức mà lúc mà em nằm dưới đất rồi, nằm kiểu xong thấy nó bỏ chạy luôn đúng không? Thấy nó bỏ chạy luôn thì lúc đấy đáng lẽ là em phải bảo mọi người là đuổi theo, nhưng mà em chỉ kịp đẩy lên em bảo đấy, xong rồi là mọi người chạy ra, mọi người hỏi đau không, thì kiểu đau không. You can see it. Vấn đề ở đây một cái là em rất bực mình, một cái nhất là mọi người không có muốn giúp anh, hiểu không, mà mọi người muốn biết là chuyện gì xảy ra ấy. Anh kiểu chạy ra xem vì tò mò thôi gì. Đúng rồi. Mà mọi người kiểu như thế nào, xong mày có đi ngược chiều hay không, hay là mày có uống rượu không các thứ, trong khi kiểu mình đang ngồi không ai gọi họ. Kiểu xe cấp cứu hay gì à. Đúng rồi. Thế nhưng mà có một chị ra, chị bảo là thế em có làm sao không, để chị đi mua băng gạc cho em nhé. Thì em cũng rất là cảm động, nhưng mà lúc sau chị đi thì em phát hiện ra chị đi uống cà phê. Chứ không phải là chị đi mua băng gạc anh ạ. Nhưng mà lúc sau thì có một chị thì tốt thật. Tốt thật, nếu như mà chị đang xem clip này em rất là cảm ơn chị. Mặc dù em đã liên hệ để cảm ơn chị rồi, nhưng mà chị bảo là chị bận nên em chưa có thời gian để em trả ơn chị được. Nhưng mà chị đã mua băng gạc cho em này, xong rồi băng bó chân giúp em này, xong rồi kiểu khử trùng ấy. Tại vì lúc đấy là em bị mất mảng da rồi, nếu như để kiểu nó bị nhiễm trùng ấy, nó bị uốn ván à, thì sẽ rất là nguy hiểm. Đến lúc mà vào viện ấy, thì em chỉ nhớ mang máng thôi, là có anh Duy này, có mọi người trong văn phòng gọi điện cho mẹ mình. Thì lúc đấy đang ở trong phòng mổ, phòng tiểu phẫu. Thì kiểu lúc ấy chỉ nghe lóng thoáng bên ngoài là Hải Triều nó bị tai nạn rồi. Anh tưởng tượng nhá, là mất mảng da, bác sĩ phải kéo cái da ở phần khác đắp vào ấy. Okay. Để cho nó nuôi ấy, hiểu không? Thì lúc đấy em kiểu nhớ rất là rõ là lúc đấy em tiêm 3 mũi thuốc tê rồi. Nhưng mà em vẫn kiểu ôi, bác sĩ ơi, tiêm thêm cho cháu thuốc tê đi, cháu không chịu nữa. Xong rồi bác sĩ còn bảo là này bình thường, này thì chắc là lại đi chém nhau rồi. Em nghe thấy không? Xong rồi
Không, cháu bị tai nạn. Mấy cậu này là dạo gần đây là cũng có mấy cậu hay đi chém nhau xong vào đây bỏ tai nạn lắm. Không kiểu, mình kiểu nói chung là nó rất là đau đớn nhưng mà nó rất là thốn. À, ok ok. Thì cái lúc mà kiểu vừa bị đâm xong ấy, nằm lăn lóc đấy, có ai chạy ra à, hẳn chiều anh em TV cho mình xin kiểu ảnh không? Không anh ạ. Thế là mày còn may đấy, hôm tao đi mổ ấy, mình mổ phía dưới ấy, đang nằm dạng áng này. Ơ. Dạ vâng. Mình ngay xem video của cậu đó mày. Xong rồi cái ánh mắt của mình nhìn thấy cái ông bác sĩ ông nói câu đấy là mình đang nhìn xuống nhỉ. Nói chung là đấy là một cái kỷ niệm mà có lẽ là em sẽ nhớ đến già luôn. Ngay sau đấy thì bọn mình đã có hợp sức với nhau để chia sẻ tìm ra thủ phạm, nhưng mà rất tiếc là bọn mình không tìm ra được. Chỉ nhớ là đi gì nhỉ? Đi Sinh Năm à? Đi Sinh Năm. Mazda CX-5 màu trắng à? Anh nghe quen quen à? Hình như là ai đấy ở văn phòng mình cũng đi cái xe này thì phải. Mỗi mùa xuân sang, anh tôi già thêm một tuổi. 31 tuổi rồi anh ơi. Thế thì nguyên một năm vừa qua mình nhìn lại thì có cái điều gì nó gọi là đáng nhớ nhất nào? Năm qua thì cũng là nhiều điều đáng nhớ. Anh em TV 1 triệu sub này, Ad Channel 3 triệu sub này, rất nhiều kênh khác sắp 1 triệu sub. Đặc biệt là Covid nữa. Nhưng mà điều đáng nhớ nhất năm vừa qua là anh đã tìm được một mái nhà mới cho Ad Channel 6 tầng. Ôi giời ơi. Anh thử kể sơ qua xem là cho các bạn thêm phần tò mò xem là cái tòa 6 tầng đấy nó kinh khủng khiếp như thế nào. Tầng 1 sẽ làm gì nhỉ? Tầng 1 sẽ là khu quay chính của E-Channel. Tầng 2 mình làm gì? Tầng 2 là khu cho đội content ngồi. Tầng 3? Tầng 3 cho edit camera. Tầng 4? Anh em TV di thẩm tân một cú. Tầng 5? Ôi trời ơi. Hôm nay ăn gì em chích? Còn tầng, có cái tầng 6 là tầng gì anh? Nghỉ ngơi, chú, quán cà phê em ạ. Wow, đây sẽ là một trong những cái điều cực kỳ kinh khủng mà các bạn sẽ được nhìn thấy trong năm 2022. À, 2022 rồi đúng không? Nói chung là sắp sửa được thấy rồi. Thế thì anh có thể tiết lộ sơ qua là cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra đầu tư cho studio mới thì nó lên con số cỡ khoảng bao nhiêu rồi? Tiền thi công mỗi thứ tầm 500 triệu. 500 á? 500 triệu. Tiền thuê văn phòng 6 tháng cũng đâu đấy tầm 500 triệu. Xong rồi còn tiền lắp đặt những cái ví dụ như tất cả cửa mình là cửa giống vân tay em ạ. Tức là ai có quyền truy cập tầm đấy thôi. Đồ công nghệ các kiểu sơ sơ cũng tầm 200-300 nữa. Các bạn nhớ đón xem studio mới của Ad Channel sẽ kinh khủng thế nào nhé. Cả tỷ đồng như này thì... Còn về mình thì năm qua có rất nhiều chuyện đáng nhớ, có những chuyện mọi người đã biết, có những chuyện mọi người chưa biết. Nhưng mà để kể luôn một cái chuyện đáng nhớ nhất vừa mới xảy ra gần đây nhá. Đó chính là... 1 triệu follow! Hôm nay, bao cả văn phòng, trà sữa! Với số lượng anh em Ad Channel đông như quân nguyên thế này thì chắc chắn rồi. Phải lên bè min đặt rồi. Siêu nhiều khuyến mại này, đơn càng cao thì mã giảm giá càng lớn. Thế còn anh em sao? Ăn cơm chưa? Uống gì chưa? Thì lên bè min đặt thôi chứ còn gì nữa. Tiếp theo là thạc sĩ của chúng ta. Thế năm vừa rồi có điều gì đáng nhớ không bạn? Tôi nghĩ cái điều đáng nhớ nhất trong năm qua của tôi mà cũng là điều điên rồ nhất mà đừng xảy ra với tôi, đấy chính là một năm tôi đổi điện thoại 3 lần. Đây. Mời bạn kể về cái hành trình đổi điện thoại đi xem nào. Vào tháng 3 năm 2021 tôi đổi sang 11 Pro. Một con. Sau đấy tháng vừa rồi tôi đổi qua 13. Hai con. Và bây giờ tôi đang trên tay iPhone 13 Pro Max. Cái lý do các bạn biết vì sao đổi từ 13 sang 13 Pro Max không? Nó không phải là một lý do gì đấy quá đặc biệt, mà là bởi vì bạn tôi order một cái ốp, người ta gửi nhầm ốp của Pro Max. Thế là thôi mình mua luôn Pro Max dùng ốp đi cho nó tiện nhỉ. Cuối cùng là mình vẫn phải xin di thẩm một cái ốp. Chứ cái ốp cam này xấu không dùng được. Nhưng mà đấy là một câu chuyện gọi là phần nổi thôi. Chứ các bạn nhìn này, bạn tôi dạo này có gì mới ạ? Tóc mới này. Và trích lời nguyên anh sếp của tôi. Đấy là bạn tôi nguyên năm vừa qua đã gọi là đập nguyên một con Mazda CX-5 vào làm đẹp cơ thể. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái giá lăn bánh của CX-5 nó chạy thế này. Mọi người đừng tin vào những lời dèm pha từ anh Huy. Chuyện đấy là không có thật. Tôi xin khẳng định là chuyện đấy không có thật. Trẻ, không có thật. Thảo cây tim u tê, điều gì gọi là đáng nhớ nhất trong năm vừa qua của em? Đó chính là cái việc mà chuyển nhà anh ạ. Cái sự chuyển nhà của em nó rất là gian nan. Bởi vì là hè vừa rồi ấy anh, là hè đợt bùng dịch ấy. Thì em quyết định là ra riêng.
Nhưng mà bởi vì là cái số của em nó hơi đen một tí, cho nên là cái lúc mà tìm được nhà rồi, chốt rồi, định hôm sau đi xem nhà thì hôm sau bùng dịch, lockdown. Thế là không đi xem một nữa. Đúng vậy. Đấy, cho đến khi mà hết lockdown rồi thì đi xem lần thứ hai. Lockdown lần hai. Hiểu kiểu gì. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng gian truân đấy thì cuối cùng em cũng đã tìm được một cái phòng trọ rất là ưng ý. Chuyển đấy xong, một thời gian sau thì anh Huy thông báo là văn phòng mình sắp chuyển đi nha. Thế là có nghĩa là mấy tháng nữa em lại tiếp tục tìm nhà và chuyển nhà đến gần văn phòng. Mình sẽ tạm thời tóm tắt năm vừa qua của Thảo Cây là đã đi xem và ký hợp đồng với rất nhiều những cái bất động sản khác nhau. Ai thì phải nói thế nghe cho nó oách. Hai thành viên mới toanh của S Channel. Thế cái điều đáng nhớ nhất trong năm vừa qua của em là gì? Thì là thành viên mới mà anh, nên là điều đáng nhớ nhất đó là vào được S Channel. Thế còn em thì sao? Thôi em không giống chị Hảo nữa, thì điều đáng nhớ nhất là em đã đỗ bằng lái xe máy. Nghĩa là cái việc vào S Channel này không bằng cái bằng xe máy của nó. Mày thi bao lần mới đỗ? Ê, tức là cái lần trước mà em bảo ấy thì là 3 lần. Cái thế hệ Gen Z này thi xe máy 4 lần mới đỗ chứ mày đi ra. Thế con em thì sao? Cảm xúc thế nào khi chỉ bảo S Channel có chưa đến 1 năm thôi mà đáp luôn một con iPad Pro M1 hơn 30 củ. À thế bảo sao nó bảo vào đây làm sướng đúng không? Hôm nay trời hơi mưa. Chắc là em tôi không em đi xe máy. Em có đi xe máy. Ok. Trong suốt năm vừa qua thì cái điều gì là đáng nhớ nhất đối với em? Ngoài việc là mới được học bổng trường báo luôn. Nhưng mà không mời mình được một ly trà sữa nào cả. Điều đáng nhớ nhất à? Chắc là năm vừa rồi thì dịch bệnh cũng ảnh hưởng nhiều. Thì điều đáng nhớ nhất của em chắc là chuyến đi kiến tập ở Đà Nẵng một tháng. Và tôi tạm dịch ra là năm vừa rồi ấy, dịch bệnh không ai được đi đâu, nhưng mà tôi đi chơi tơi bời luôn. Em đi chơi đâu? Mình đi kiến tập và đợt đấy em vào đấy em làm ở VTV8. Oh yeah. Nhưng mà thật ra đợt đấy cũng dịch ấy nên là cũng ảnh hưởng nhiều, không được làm nhiều như là em đã tưởng tượng. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong năm 2021. VTV8 à? Vâng. Thế sắp nghỉ channel chưa?